Từng là hot girl của đội tuyển nữ Việt Nam, sau gần 3 năm trao giày để lấy chồng và sinh em bé, Phạm Hoàng Quỳnh là cái tên từng được mến mộ trong làng bóng đá nữ Việt Nam cách đây vài năm. Cô gái quê Đông Triều, Quảng Ninh, theo như đánh giá của huấn luyện viên Mai Đức Chung, có lối chơi kỹ thuật, thông minh và cá tính nên thường xuyên có mặt trong đội hình chính của tuyển Việt Nam. Ngoài tài năng, cô còn sở hữu một gương mặt khả ái, nước da trắng ngần, được mệnh danh là hot girl của đội tuyển. Cách đây 2 tháng, Hoàng Quỳnh được huấn luyện viên Mai Đức Chung triệu tập trở lại đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại Asian Cup 2022. Cô là cầu thủ duy nhất trong số 34 nữ cầu thủ đã có chồng và con. Hoàng Quỳnh nhận được thông báo lên tuyển vào ngày 9 tháng 7. Trước đó, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã quan sát cô học trò cưng khá kỹ ở Cúp Quốc gia nữ 2021 tại Trung tâm Đào tạo trẻ VFF và sân vận động Thanh Trì. Cô từng nhiều năm khoác áo tuyển Việt Nam và là trụ cột dưới thời huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đội tuyển đang trẻ hóa mạnh mẽ, đa số là các vận động viên sinh năm 1999 và 2000. Ông Chung vẫn cần một vài cầu thủ kỳ cựu để xây dựng bộ khung cho nhà vô địch SEA Games 2019. Vào cuối năm 2018, trong lúc sự nghiệp đang lên, cô đã gây bất ngờ khi tuyên bố giải nghệ để kết hôn với tiền đạo Hồ Ngọc Thắng, khi ấy còn khoác áo của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Càng bất ngờ hơn khi sau khoảng 2 năm rời xa sân cỏ, khi đón đứa con đầu lòng mới hơn 1 tuổi, Quỳnh đã tái xuất, cô đầu quân cho câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam để làm lại từ đầu với bóng đá chuyên nghiệp. Chia sẻ về quyết định của mình, Hoàng Quỳnh cho biết cô nhận thấy mình còn đam mê và khát khao được chạy trên sân cỏ nên đã hạ quyết tâm tái xuất. Kể từ thời điểm chia tay bóng đá, tôi chưa lúc nào cảm thấy mình thực sự đã dứt khỏi được trái bóng tròn. Lúc nào cũng vậy, hình ảnh các trận đấu, các buổi tập, những chiến thắng và cả những thất bại cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Nhiều lần chứng kiến đồng đội thi đấu, đồng đội bị đau, tôi cứ khóc tu tu vì thương. Rồi có lần không hiểu ở đâu xuất hiện tin đồn tôi trở lại khi con mới được vài tháng. Thế là rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ và cả các anh chị báo chí nhắn tin hỏi. Tôi biết mình vẫn được mọi người yêu mến, những cảm xúc như vậy cứ tích lũy ngày này qua ngày khác khiến cho tôi đưa ra quyết định trở lại. Nữ cầu thủ sinh năm 1992 kể thêm, khi biết mình muốn nối lại sự nghiệp bóng đá, bố mẹ hai bên đều ủng hộ nhưng chồng cô thì lại phản đối. Tuy nhiên thấy người vợ quyết tâm trở lại sân cỏ nên anh lại quay ra ủng hộ. Không phải ai cũng có dũng khí để trở lại như Quỳnh, vì thế tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Nói vậy nhưng vẫn lo, nhỡ nếu không bắt nhịp được, phải từ bỏ thì cô ấy sẽ rất buồn. May sao cô ấy đã làm rất tốt, bản thân tôi cũng không ngờ là cô ấy lại mạnh mẽ đến như vậy. Còn về việc tại sao lại chọn câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam chứ không phải là câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam nơi cô trưởng thành, Quỳnh bảo mình muốn tìm cơ hội mới, thử thách mới nên đã chọn đội bóng vùng Chiêm Trũng. Quyết tâm là vậy, nhưng với một người mẹ trẻ mới sinh con, việc phải xa con là điều không hề dễ dàng. Ngày đầu tiên lên đội trao con cho bà mà tôi không dám ngoảnh mặt lại vì sợ không dứt ra được. Rồi những ngày tiếp theo, nỗi nhớ con cứ thế là giằng xé. Ngoại trừ thời gian tập luyện, khi nào tôi cũng thấy có gì đó trống trải, muốn ôm con vào lòng, được hít hà mùi thơm ở má con. Nhưng nhớ nhất là vào buổi tối, trước khi đi ngủ, ở nhà thì hai mẹ con tíu tít, ở đội thì chỉ có một mình. Đến đây, nước mắt cứ trào ra. Mỗi lúc như thế, tôi lại mở điện thoại xem ảnh, xem video của con, hoặc gọi về nhà để nhìn thấy con cho nguôi ngoài nỗi nhớ.